Với vai trò là trường đi đầu trong lĩnh vực đào tạo ngành tài chính ngân hàng, mới đây Trường Đại học Ngân hàng đã hoàn thành thủ tục nhập học cho 2.560 tân sinh viên khóa 33. Với chất lượng đầu vào tăng, Đại học Ngân hàng TP.HCM hy vọng vào một thế hệ sinh viên mới sẽ gặt hái nhiều thành công, nối tiếp thành công trong việc giảng dạy và đào tạo của trường. Trong lịch sử 40 năm thành lập, Đại học Ngân hàng TP.HCM luôn giữ thế mạnh trong các ngành chủ chốt của trường, chẳng hạn như nhóm ngành ngôn ngữ Anh, luật kinh tế, hệ thống thông tin quản lý và ngành đào tạo cử nhân chất lượng cao. Nhờ vào chất lượng đào tạo, số lượng sinh viên đăng ký nguyện vọng 1 vào Đại học Ngân hàng năm nay cũng nhiều hơn năm ngoái. Thì nhìn chung là cái mặt bằng điểm chuẩn năm nay của các ngành đó, của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thì nó tăng khoảng độ hơn 2 điểm so với lại các cái năm trước, thì tôi nghĩ đây cũng là cái xu thế, cái xu hướng chung, mặt bằng chung so với lại tất cả các trường. Và ngay ở đợt tuyển sinh đầu tiên thì trường chúng tôi đã tuyển đủ 100% chỉ tiêu và không phải gọi, chỉ bổ sung giống như là năm trước, mặc dù bổ sung rất là ít nhưng mà chúng tôi vẫn phải gọi bổ sung. Một năm nay thì chúng tôi đã tuyển đủ 100% chỉ tiêu ở ngay cái đợt tuyển sinh đầu tiên. Bên cạnh đó, ngoài những chuyên ngành đào tạo chuẩn, Đại học Ngân hàng TP.HCM còn là trường đi đầu trong lĩnh vực hợp tác đào tạo quốc tế. Những chương trình đào tạo này giúp cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với những chương trình đào tạo quốc tế chất lượng cao. Đối với lại cái phương hợp tác quốc tế của những năm tới hiện nay thì chúng tôi đã có thêm một số những hoạt động mới, ví dụ như là ở chương trình đào tạo chất lượng cao thì các cái sinh viên mà sau khi học 2 năm ở tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thì có thể được chuyển tiếp để học tiếp 2 năm ở trường đại học Griffith của Úc, để cấp bằng do trường đại học Griffith của Australia cấp. Và khi đó thì những cái môn học mà các em đã, môn học tương ứng mà đã học ở tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thì sẽ được bên Úc công nhận, và sau khi học đủ cái chương trình đào tạo của Úc thì họ sẽ cấp bằng của Úc. Thì đó là một cái, những cái nét mà tương đối là mới trong cái hoạt động mà các cái chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Cùng với hệ thống cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, chất lượng, chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030, nhà trường đã xác định nền tảng giá trị gồm sáng tạo, phát triển, đạo đức, trách nhiệm, bảo đảm môi trường đào tạo chuyên nghiệp, giúp sinh viên phát huy năng lực, tự hoàn thiện về tri thức, kỹ năng, nhân cách để lập thân lập nghiệp sau khi ra trường.